có đường đủ để che giấu hết thảy radar tìm kiếm năng lực. Nhu hòa khí tức theo ngân giáp đại bằng chiến hạm bên trên hướng ra phía ngoài phóng thích ra, hư ảo mà kỳ sĩ, huyễn lệ mà tràn ngập khó mà hình dung mạnh mẽ. Cùng nó so sánh, Thúy Ma chiến hạm xác thương chỉ là tiểu gia hỏa mà thôi. Đúng vào lúc này, một đạo ánh bàng theo về ngân giáp đại bằng chiến hạm bên trên bắn ra, bao phủ hướng về Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm. Ánh bạc bao trùm làm hình vũ đóng tại Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm tên lửa đấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm bên ngoài ánh sáng rõ ràng bóp méo ra một thoáng. Ngay sau đó hết thảy chung quanh liền tùy theo đó phát sinh biến hóa. Đây là một cái màu bạc không gian, chung quanh đều là rực rỡ màu bạc, nhàn nhạt hào quang lấp lánh khống chế Tam Thập Tam Thiên Dực ngừng lại. Lam Minh Vũ đã thông qua không khí truyền cảm nhận được bên ngoài nồng đậm sinh mệnh năng lượng gợn sóng. Sinh thái chiến hạm chính là sinh vật khoa học kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật hiện đại kết tinh, trong đó không chỉ là có học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn mới nhất khoa học kỹ thuật, đồng thời cũng có được đến từ Sâm La Tinh trợ giúp, chỉ có hồn thú mới hiểu rõ nhất hồn thú sinh mệnh năng lượng. Cửa máy mở ra, bên ngoài cây lão cung sớm đã chờ ở nơi đó, cùng thụ lão đứng tại chỗ còn có một vị quen thuộc, thân hình cao lớn cường trắng nhị minh, đang bục quang sáng sức nhìn xem trước mặt Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm. Khi anh thấy Lam Hiền Vũ từ trong lúc đó đi ra, trên mặt lập tức bột lù lên trên nụ cười, mà sau một khắc nụ cười trên mặt hắn lại cứng đờ, bởi vì hắn thấy đường theo sát sau lưng Lam Hiền Vũ đi ra hai người. Nhị Minh thúc thúc, Đường Vũ Lân mỉm cười, thân hình lấp lánh ở giữa, đã đến Nhị Minh trước mặt, giang hai cánh tay cho hắn một cái to lớn ôm. Ngươi có tin tức liên quan tới Đường Vũ Lân, Nhị Minh không qua học viện Sử Lai Khắc là biết một chút, có thể biết là một chuyện, chân chính nhìn thấy liền lại là một chuyện khác. Thấy Đường Vũ Lân, cho dù là vị này tung hoành đại lục không biết bao nhiêu năm một đời hung thú, hốc mắt cũng không khỏi đỏ lên. Tốt, tốt, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta cuối cùng cũng có thể hướng ba của người bàn giao, bằng không thật không biết chờ lúc hắn trở lại, nên như thế nào đối mặt với hắn. La Minh Vũ cùng Cổ Nguyệt Na cũng đã đi xuống tới, thấy Cổ Nguyệt Na, Nhị Minh theo bản năng liếc lên bước, ánh mắt lấp lánh. Đường Vũ Lân chặn lại nói, Nhị Minh thúc thúc, Cổ Nguyệt trí nhớ còn có không có hoàn toàn khôi phục. Nhị Minh than nhẹ một tiếng, không khôi phục cũng tốt, lúc trước kỳ thật người cũng không biết, nha đầu này vì người thật bỏ ra rất nhiều, liền trách nhiệm của nàng cũng không để ý, liên lan tại đại thế bức bách phía dưới, cuối cùng mới không thể nào không như thế lựa chọn. Nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn thương tổn người, nàng chỉ là cô nương tốt. Vâng, ngài yên tâm đi, hiện tại giữa chúng ta lại không có đã từng cái kia không thể điều hòa mâu thuẫn. Thấy cái này hồn thú cũng có gia viên của mình, ta nghĩ coi như nàng hiện tại đang khôi phục trí nhớ, cũng nhất định sẽ vô cùng vui vẻ cùng thỏa mãn. Chúng ta đã từng cực khổ, cuối cùng đổ lấy nhân loại cùng hồn thú chung sống hòa bình, giúp đỡ tương trợ cũng xem như đáng giá đi. Nhị Minh gật đầu nói, không nói những thứ này, về sau các ngươi liền hào hào vì súng tốt là được. Nói đến thật sự chính là rồng sinh sống, phượng sinh phượng, các ngươi này nhi thừa cũng thật sự chính là ưu tú vô cùng đấy. Tiểu tử, ngân giáp đại bằng chiến hạm liền giao cho người, đi ta mang người làm quen một chút chiến hạm này, dạy dỗ người làm sao sử dụng nó. Ngân giáp đại bằng chiến hạm trước đó một mực là tại Sâm La Tinh khai phá chế tạo, Nhị Minh tự nhiên là quen thuộc nhất, cho nên lần này là hắn tự mình đem ngân giáp đại bằng chiến hạm đưa tới, đưa cho Lam Hiền Vũ bọn hắn sử dụng. Tại Nhị Minh dẫn đầu phía dưới, Lam Hiền Vũ cùng đồng bạn bắt đầu quen thuộc chiếc này chiến hạm khổng lồ. Ngân giáp đại bằng chiến hạm cường hãn nhất địa phương ngay tại ở chỗ, chỉ cần tinh thần lực lượng đầy đủ, coi như là chỉ có một người cũng có thể đối với nó tiến hành điều khiển. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là thần thức cấp bằng tinh thần lực lượng mới được, nhưng nó cũng có thể do nhiều người chia sẻ điều khiển, như thế liền không cần đơn độc một người có được mạnh mẽ như vậy tinh thần lực. Chiếc chiến hạm này cơ hồ bảo tồn cùng phóng đại nguyên bản ngân giáp đại bằng tất cả năng lực, đồng thời còn kèm theo đường môn nhất công nghệ cao, đủ loại công nghệ cao vũ khí, có thể nói là cái gì cần có điều đó, vũ trang đến tận răng. Dùng Nhị Minh lời tới nói, ngân giáp đại bằng chiến hạm nếu như toàn lực bùng nổ, coi như là đụng tới liên bang tàu mẹ đều có thể liều mạng một phen. Càng là hiểu rõ là Miền Vũ trong lòng thì càng tán thưởng, cái này ngân giáp đại bằng chiến hạm khoa học kỹ thuật đã hoàn toàn siêu phiền trước mắt đố là liên bang có chiến hạm khoa học kỹ thuật một thời đại. Sinh vật khoa học kỹ thuật cùng với khoa học kỹ thuật hiện đại kết hợp hoàn mỹ, vô luận là bản thân chữa trị năng lực, hấp thu năng lượng vũ trụ, bổ sung tự thân năng lực, nội bộ năng lượng tiêu hóa kỹ thuật, đây đều là liên bang trước mặt không có, nhất là còn ứng dụng tại một chiếc to lớn như vậy trên chiến hạm. Hiện tại chúng ta sinh thái chiến hạm khoa học kỹ thuật cơ bản đã hoàn thành, vấn đề duy nhất chính là chế tạo loại tầng thứ này chiến hạm cần phải cường đại hồn thú lột xác mới được. Malai không chỉ là hồn thú khi còn sống phải cường đại hơn, còn muốn thích hầm bay lượn, bởi như vậy chúng ta trước mặt còn không có tả tốt đến một cái khác có thể cùng với ngân giáp đại bằng so sánh lột xác. Ngươi trả lại mấy cỗ long tộc thi thể coi như không tệ, chúng ta đang nếm thử, có điều cũng cái này ngân giáp đại bằng so sánh, đối lập với còn yếu một điểm, có điều cũng cái này ngân giáp đại bằng so sánh. Nếu như có thượng vị long tộc thi thể không ngại làm điểm trở về, hẳn là có thể chế tạo xa đường có thể cùng với cái này ngân giáp đại bằng chiến hạm so sánh tồn tại. La Miên Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu như có cơ hội ta thử một chút, không đủ thượng vị long tộc không phải dễ dàng như vậy săn giết. Đúng vào lúc này đột nhiên một âm thanh vang lên, nắm ta lột xác cho người đi. Làm cái âm thanh này xuất hiện thời điểm mọi người tại đây bên trong ngoại trừ Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Nga bên ngoài, những người khác không khỏi giật nảy cả mình, bởi vì âm thanh này là từ trên người của La Miên Vũ truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu đen bóng mở lấp lánh theo La Miên Vũ trong cơ thể chia lìa ra tới, cao lớn dáng người anh tuấn khuôn mặt, còn có tóc đen đầy đầu ở giữa cái kia sợi màu vàng kim càng là đặc biệt rõ ràng. Là người Nhị Minh kinh ngạc nhìn trước mặt vị này. Cái này theo La Miên Vũ trong cơ thể tách rời đi xa, có thể không phải là trước đó một mực ở trong cơ thể hắn ngủ say một đời thú thần đế thiên sao? Thú thần đế thiên mỉm cười, hướng về Cổ Nguyệt Na hơi khom người nói, đế thiên gặp quà chủ thượng. Cô Nguyệt Na lông mày cau lại nhưng không có mở miệng. Đế thiên lại nhìn về phía Đường Vũ Lân, xem ra trí nhớ của người đã hoàn toàn khôi phục. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm, thú thần tiền bối ngài khỏe chứ? Đế thiên khoát tay áo nói, tiền bối nhưng không dám nhấn, ta chỉ có thể coi như là nhỏ nô phó của chủ nhân thôi, cũng chính là đi theo tiểu chủ nhân, mới khiến cho ta thấy đường tương lai hy vọng. Hôm đó đột phá cuối cùng chưa thành, không thể nhảy vọt thiên nhân chế cách, ta liền đã hiểu rõ, ta sớm đã đến thịnh cực kỳ mà suy mức độ, bằng vào ta thực lực của mình, coi như là tại hành tinh mẹ cũng không thể nào hoàn thành đột phá, cho nên ta lựa chọn đi theo tiểu chủ nhân, chờ đợi cơ hội đến. Theo tiểu chủ nhân lực lượng không ngừng tăng lên, ta đã càng ngày càng cảm giác được Long Thần đại nhân trở về sắp đến, mà xem như trong Long tộc một phần tử, ta cũng hy vọng rằng có thể trong tương lai làm tiểu chủ nhân tận ra một phần lực. Hiện tại thì ta đã có bước đầu suy nghĩ, mà ta cái kia một thần lột xác cũng tính là có một chút giá trị, không bằng tiến để cho Nhị Bình huynh đi chế tạo ra sinh thái chiến hạm. Ta chỉ có một cái yêu cầu, bằng vào ta lột xác chế tạo ra sinh thái chiến hạm, tương lai chỉ có thể cho ta cái này tiểu chủ nhân sử dụng, không biết Nhị Bình huynh có thể nguyện ý. Nhị Minh giật mình nói, ngươi thật nguyện ý? Đế thiên mỉm cười nói, ta muốn thân thể này còn có gì hữu dụng đây, đi theo tiểu chủ nhân mặc dù ta chỉ có thể dùng hồn linh tới thành tựu thần vĩ, nhưng tiểu chủ nhân tương lai nếu như có thể thành tựu chân chính long thần, ta liền có trùng sinh khả năng, đây mới là ta chân chính hắn là lựa chọn con đường, đến lúc đó ta liền là chân chính hắc long vương, làm long thần đại nhân trưởng khống hắc ám lực lượng. Nhị Minh thở sâu nói, nếu như người nguyện ý cho vậy liền thật sự chính là quá tốt. Luận bay lượn hồn thú ít nhất tại ta có chỉ nhớ đến nay, hồn thú thế giới bên trong chưa bao giờ có ai có thể cùng người so sánh. Đế thiên khẽ vuốt cằm nói khẽ, ta lột xác lưu lại tại tình linh tinh, làm phiền người tự mình đi một chuyến, bắt ta tín phần tìm hiểu là tiểu hố. Một đoàn hắc quang lặng yên không một tiếng động bay ra, bay đến Nhị Minh trước mặt. Nhị Minh đưa tay tiếp, hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, ta đây liền không khách khí. Đế thiên cười nói, không cần khách khí, cũng không phải cho người, là cho tiểu chủ nhân, ta đây cũng là vật tận kỳ dụng đi, cho tiểu chủ nhân đột phá thời điểm chính là ta cùng với tiểu chủ nhân triệt để dung hợp, hóa thành hồn linh thời khắc, có thể trở thành tiểu chủ nhân hồn linh, là vinh quang của ta, ta chắc chắn chứng kiến tiểu chủ nhân hướng chủ nhân thuế biến. Nhị Minh ánh mắt khẽ đóng, theo hắn nhìn lại một chút Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na, không nói thêm gì nữa chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Cô Nguyệt Na không có mở miệng, Đường Vũ Lân hướng về thú thần Đế thiên gật đầu thăm hỏi nói, vậy xin đa tạ rồi. Đế thiên trong mắt thần quang lưu chuyển, tiểu chủ nhân không biết ta có thể cùng ngài cùng chủ thượng cùng với phụ thân của người đơn độc nói chuyện một chút. La Miên Vũ nhìn về phía phụ mẫu, Đường Vũ Lân nhẹ nhàng gật đầu nói, dĩ nhiên có khả năng. Nhị Minh nói, ta đây liền trở về, có quan hệ với đế thiên lột xác sự tình ta phải lập tức đi xử lý, mong muốn đem thân thể của hắn tiến hành cải tạo không phải một chuyện dễ dàng. Đế thiên cười nói, nhất định phải cải tạo thành tò mẹ loại kia cấp độ mới không uổng phí ta bộ thân thể này, ha ha ha. Nhị Minh cười nói, ngươi cũng là thoải mái, yên tâm đi. Vô luận là học viện Sử Lai khác, Đường Môn hay là chúng ta, nhất định là toàn lực ứng phó. Coi như là những cái kia được gọi là thượng vị Long tộc, cũng không bằng người đầu cái này chân chính Long Vương. Nhị Minh tính cách luôn luôn lành lẽ, trực tiếp sờ đi ngân giáp đại bằng chiến hạm. Lam Miên Vũ nhường đồng bạn đi trước điều khiển ngân giáp đại bằng chiến hạm xuất phát, hướng về hạm đội thứ 7 phương hướng phi hành. Sau đó mới cùng với phụ mẫu cùng một chỗ, mang theo Đế Thiên đi vào chiến hạm trong một gian phòng. Nơi này phòng nghỉ ngơi của gian phòng cũng đều tương đương với đã từng là ngân giáp đại bằng phóng to sau một phần thân thể, ra đến hơn 1000 mét chiến hạm, đủ rất rộng rãi, coi như bên trong ở đây mấy ngàn người đều không tại rời xuống. Có lời xí hiện tại có thể nói, cô Nguyễn Na nhìn về phía Đế Thiên nói, thú thân Đế Thiên nói,